Cảnh đẹp thế. Ở khu vui chơi luôn à. Anh chơi với nhau rất nhiều năm rồi. Sao đấy? Anh được rồi mà. Anh không thích đâu. Em xinh thật nhưng mà anh nghĩ là em nên quay lại với cả bạn anh đi vì anh không thể nào yêu được. Không. Bạn anh tệ em mới bỏ. Nhưng mà lúc ấy là bạn anh giận dữ thôi. Chứ bạn anh không có ý gì đâu. Không, anh không muốn có người yêu đâu thật đấy. Tại sao? Vì em là người yêu của bạn anh và bây giờ anh yêu em thì không gì anh tát vào mặt nó à? Không, bây giờ em làm em làm gì bạn anh buồn đấy. Không, không được đâu. Thôi, đi ra đi. Chào em nhá. Mày quá con đuổi theo. Ủa, trông chóng đẹp thế. Mình mà có người yêu mình dân đến đây chơi. Ê, chân cô có sao không?
Tôi anh là không biết.
định cướp nó, đuổi theo nhỉ. Thank you.
yêu mình em thôi. Em biết anh chưa nghĩ rồi. Để lại cho mình em thôi. Nhớ nha. Chắc chắn luôn. Thời tiết đẹp quá nhờ. Ê, tập thể dục thể thao đi nào. Ngồi đây rồi. Ai xa. À, tập thể dục thể thao tí nào. Hello Spider-Man. Xin chào. I love you Spider-Man. Không. Không đâu. Sao lại không? Nhưng mà nhìn cô xinh à, chắc có người yêu rồi chứ. Không, em chưa có. Em chưa có á? Thì làm người yêu anh nhá. Nắng quá nhờ. Nhanh mát lắm, nhanh có điều hòa đấy. Về nhà anh đi. Ok. Ok, lên xe. À đi. Đây, mở cửa nhá. Ok. Ok. Rồi, xin mời em vào. Rồi, đãi một xí nhá. Ok. Đây, trời. Đấy. Rồi. Em nhá. Let's go. Ok. Rồi đi rồi. Đi thôi. Hai. Mời em chào mừng em đến với nhà anh. Nhìn này. Đi thôi. Nhà anh to thế. Nước đi. Đây, nước của anh này. Anh xin. Nước mát quá anh ạ. Nước máy mà anh chịu mát. Cả rượu luôn á. Rượu anh ở xuất nhập bên Ý đấy em.
Em uống thử không anh? Cho em. Thôi. Em đùa thôi. Nào uống. Rồi, rượu ngon nhất nhà anh đấy. Xin đấy, sao anh quay lại luôn nhá. Ok. Ôi. Em đi nhanh nhá. Đợi anh một tí thôi anh. Xong rồi này. Hey, nhẹ hết cả người. Hey, anh cảm ơn. Hey, nước ngọt quá. Nãy giờ em làm gì đấy? Em bấm điện thoại thôi. Có thấy chán không? Kim cương của tôi đâu? Mẹ bị lừa rồi. Chết với tao. Ê. Ê. Đi ra chỗ người ta. Cô dám ăn trộm tiền tôi à? Không, tôi không ăn trộm gì của anh cả. Cô muốn trôi không? Đấy. Tôi của tôi mà. Cái gì đây? Đây là tiền của tôi. Cả viên kim cương của tôi nữa. Cô, cái này là gì? Cô còn cãi nữa là hả? Cô dám bỏ thuốc tôi để mà ăn trộm tiền tôi đúng không?
Cô nhớ mắt tôi đấy. Ba, chúng ta chỉ có 3 giờ thôi nhé.
Tôi tiếp cho em. Thế là không có rồi nhá. Được rồi, lần này sẽ làm được rồi. Ok. Em có cả đêm nhá. Sao đấy? Thế này anh không thích à?
Không được đâu. Mình tính đã, không như em nghĩ đâu. Không như em nghĩ đâu. Hey, hôm nay sẽ ăn món gì ta? Hey, em có sao không? Em có sao rồi chứ? Spider-Man. Anh là Spider-Man. Nay trời hơi nóng. Cảm ơn em. Em có sao rồi chứ? Tôi chào em nhé. Bye bye. Hey. Đây đâu? Cô, tại sao cô tôi lại ở đây? Cô lừa tôi đúng không? Tôi đang đi mua bánh cơ mà. Spider-Man.
Cô, cô tránh xa tôi ra. Cô lừa tôi đúng không? Cô định làm gì? Bỏ tay tôi ra. Tôi không thích cô đâu. Mà em thích anh mà. Cô đừng làm như thế. Thả tôi ra đi. Em không thả đây. Cô đúng là đủ đê tiện. Dâm gì? Đừng có bao giờ lại gần tôi nữa. Spider-Man. Cô tránh ra khỏi cuộc đời tôi. Spider-Man đi. Spider-Man. Em có sao không? Vừa em ơi. Không gì, xin lỗi em nhé. Anh đi ơi vội. Spider-Man. Hả? Yeah, đúng rồi. Em đoán chính xác luôn. Wow. Nhìn người anh cơ bắp này. Wow. Em thích anh lâu lắm rồi ấy. À thế hả? Cảm ơn em nhá. Thôi không có gì, chúng ta đi thôi. Bye bye em. Ơ, từ từ đã. Hả? Ở lại đây nói chuyện với em tí. Hả? Chuyện gì? Mình có quen biết gì nhau đâu. Trước lạ sau quen mình. Nhưng mà không được. Anh có nghi ngờ mất rồi. Anh không yêu nên em đi quá giới hạn. Không, anh nói thật. Kệ đi. Không kệ được đi đâu em. Không được đâu. Thôi chào em nhé, bye bye. Spider-Man. Lại là cô à? Cô đi theo dõi tôi đấy à? Người ta thích anh, người ta mới đi theo anh. Tôi không thích cô, tôi có người yêu rồi. Đi ra đi. Cô muốn tôi làm gì đấy? Ủa? Tôi có người yêu rồi. Cô đừng để đi theo dõi tôi nữa. Anh chạm vào người em rồi, anh phải chịu trách nhiệm với em đấy. Cô bị dở hơi à? Do cô đưa tay tôi vào. Ai thấy là em đưa tay anh vào? Rõ ràng là anh chạm vào người em. Chịu trách nhiệm đi. Cô bỏ ra đi. Cô đúng là cái đồ. Spider-Man. Tránh xa tôi ra. Đừng lại gần tôi nữa. Huh?
Anh làm gì vậy? Xin lỗi cô, cảm ơn cô. Có người đang theo đuổi tôi. Không sao đâu. May quá. Cô làm gì vậy? Chờ với em đi. Chờ đâu? Spider-Man. Hả? Hả? Sao cô vẫn còn đây vậy? Anh ấy là của tôi. Hả? Anh ấy là của tôi. Hả? Hả? Hai cô làm gì vậy? Cô tránh ra đi. Cô mới phải tránh ra. Anh là của tôi. Không, anh là của em. Spider-Man. Hai cô dừng lại đi. Hai cô đang làm gì vậy? Tôi có phải đồ chơi đâu mà phải tranh giành. Nhưng mà tôi không thích hai cô. Hai cô đi đâu thì đi đi. Đừng đeo bám tôi nữa. Thôi, tạm biệt hai cô, đi đâu đi đi. Đi đi. Quay. Ngươi nhạc, tí về đi băng bia. Vào ghi lập xe. Ok, chuyển luôn. Hello em. Chào em. Em đi chơi à? Chạy bộ. Anh đi ra đi. Bạn này. Chúng tôi đây. Thôi đi chơi với anh. Đi. Anh đi ra, tôi không thích anh. Cho anh đi xuống rồi. Spider-Man. Tôi không thích anh. Anh đi ra đi. Thôi được rồi. Anh nghĩ là để cho bạn anh đi. Kệ anh ta đi. Số tối về đi chơi. Anh đi ra đi. Bạn này không đuổi theo à? Chán đạt thanh niên. Thôi cho đi chơi với gái đi. Spider-Man, Spider-Man. Ôi, này, con nhà ai xinh đấy? Con nhà bố mẹ em. Ôi, này đứng đây chơi với mình à? Không sợ không sợ trộm nó bắt à? Em không sợ ai bao giờ đâu. Ôi. Xinh đấy à? Anh đi đâu vậy? Anh á? Anh đi chơi. Này, đi chơi với anh không? Này, đi chơi kéo thành người yêu nhá. Có sao đâu. Em vẫn đang ế mà. Này. Thì đi yêu luôn này, sợ gì? Mình đi chơi đi. Đi. Ui, tự nhiên đi dọc đường này vớ được cô người yêu này. Em ơi, hôm nay trời đẹp nhỉ? Đây là người yêu của bạn anh. Người yêu gì? Anh
Ơi, không được đâu. Thế là như thế nào? Anh không biết, nhưng mà đây là người yêu của bạn anh. Được. Mamin, đây là người yêu của tôi mà. Tôi muốn đi dạ. Sao anh như thế? Thôi, hai em đừng đánh nhau nữa. Em này là của anh. Anh bị làm sao? Anh nhìn ra đi. Sao em? Bạn này, bộ tối phát. Đi ra đây. Nó có gì đâu mà thiếu anh nhiều tiền. Anh đi ra đi, tôi không thích anh. Đang gì? Bạn này, tôi gái nhắc đi chơi đi. Đi với anh rồi. Nó bị sao vậy? Má này, em đi chơi với anh. Tôi đấm cho ông chặn bây giờ. Người yêu tôi mà. Em đi. Má này, ở lại vui nhá. Bye bye. Em ơi, đi. Bye bye nhá. Đi. La 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 la. Chết rồi. Đây em gái. Ôi, em có làm sao không? Đứng lên đây xem nào. Ôi, em có làm sao không? Em không sao. Ôi, không sao, tốt rồi. Spider-Man. Wow. Ê, chào em. Không sao chứ, người ngậm một xước sát đâu không? Không sao anh ạ. Không sao là may rồi. Anh, em thích anh lắm ý. Cho anh xin số được không? Số á? Bật máy lên anh lưu ra. Đây, số anh đây, lưu vào nhá. Ok. Làm gì đây? Thích anh lắm đi. Cho em ôm anh một cái được. Không ôm được đâu cô ơi. Cho em ôm một cái thôi. Không được đâu. Tôi cho cô số điện thoại là quá đáng lắm rồi ấy. Ôi này, cô làm gì đấy? Cho em ôm cái. Chúng mày làm gì? Anh ấy không phải như anh nghĩ đâu. Anh ấy không phải như anh nghĩ đâu anh ạ. Lăng loạn à? Sao anh lại đánh phụ nữ như vậy? Mày vừa làm gì? Không, tôi không cố ý đâu. Đừng nghĩ ấy. Gặp tặng người vũ phu nhỉ? Đau quá. Ngày gì mà đen thế này. Ăn bánh này. Đau quá. Ôi. Hả? Anh chào em. Có chuyện gì mà đến tìm anh cái này? Xin lỗi nhá. Xin lỗi à? Không sao đâu. Anh không để ý đâu. Wow. Đúng loại thước, loại lưỡi anh thích rồi. Trời lại còn lắng nữa. Anh cảm ơn nhé. Làm một mặt. Anh cảm ơn nhá, lược mát thật đấy. Này, em có chuyện gì à? Sao? Kể anh nghe mà, có chuyện gì? Nói đi. Chuyện là thế đấy. Hắn ta đánh em à? Đúng là tên vũ phu. Được rồi, đừng lo. Từ bây giờ em sẽ có anh rồi.
không phải lo gì nhá. Anh tốt thật ý. Ờ, không có gì đâu. Sinh như này mà bị bạo hành à? Uổng quá đi, không sao đâu. Này, định làm gì đấy? Dạ, thích anh ý. Ờ, anh... thích anh à? Ờ, anh biết rồi. Thôi được rồi. Này, đi. Mình đi đi, mình đi chơi đi. Anh bảo, bỏ qua cái thằng ấy đi. Đừng nghĩ nhiều về nó nhé. Đi thôi. Đi. Lắng quá. Để anh che lắng nha. Đi. Hôm nay nóng nhở? Ờ, hơi nóng một tí, không sao em ạ. Em gái. Em, lùi lại đi. Ngươi định làm gì? Ngươi, ngươi này, ngươi này. Em, hắn, tình yêu em này, người, người còn dám xuất hiện trước mặt ta, biết đi. Chúng mày nhớ mặt tao ấy, biết đi. Không ngờ hắn ta còn dám làm vậy. Hắn còn dám đến tìm chúng ta. Thôi được rồi, anh không sao đâu. Đừng lo nhá, bỏ hắn ta đi. Từ bây giờ em sẽ là người yêu của anh. Ok không? Ok. Đi chơi đi. Đi. La 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 la. Từ giờ em không phải nghĩ gì nữa nhá. Ok. Hôn cái nào. Hưng khỏe nhá. Anh chả Hưng không kém nhá. Ê. Anh ơi, em gửi thẻ phòng ạ. Dạ, em chào anh chị ạ. Dạ, à. Em cảm ơn anh chị đã ủng hộ dịch vụ em nhá. Rồi ok. Quay trở lại ủng hộ em tiếp nhá. Ok, bye bye nhá. Chào anh chị nhá, anh chị lên đường anh giỏi nhá. Đó ạ. Ê. Sao đấy em? Có chuyện gì à? Hưng, em quên điện thoại rồi. Thôi được rồi. Đứng đây chờ anh tí để anh lên anh lấy thôi nhá. Ok. Đợi đi. Hello, Spider-Man! Hello. Anh kia,
Không được đâu, tôi không thích. Tại sao? Tôi không thích đâu. Em đừng làm như vậy. Không, nhưng mà em thích anh. Nhưng mà anh có quen em đâu. So beautiful. Không được đâu, em đi về đi. Spider-Man đừng đi mà. Không. Đi đi. Yêu. Thôi, ngồi xuống. Rồi. Đu cho anh nha. Đu nhẹ thôi. Bình tĩnh ơi. I'm sorry. Ngồi đây anh đu. Spider-Man. Sao chừa nhá. Chơi cái trò đấy là không được đâu. Hey, không được đâu. Không được đâu. Tôi không thích em. Tại sao? Vì em với tôi có quen nhau đâu. Không, nhưng mà em thích anh mà. Sai quá. Hey, không được đâu. Em đi về đi. Em đi theo anh cơ. Em đi cùng anh rồi. Không được đâu. Đi về đi. Cô đi về đi. Tôi không thích cô đâu. Tránh xa tôi ra, đừng đeo bám tôi nữa. Cô làm gì vậy? Sẽ tự tử. Sao anh lại cản tôi chứ? Anh đi ra đi. Cô đi vào đây. Đừng có nghĩ linh tinh rồi hãng nghĩ xuẩn. Anh bỏ tôi ra. Không phải cô đang tự tử đâu. Anh cút đi. Ơi. Tại sao anh lại bước hoa của em chứ? Tại sao cô lại lừa? Em có lừa anh đâu, em đang hái hoa tặng anh mà. Khiếp, đứng như kiểu tự tử ấy. Hey, anh có tin em nhảy xuống đây không? Hả? Cái gì? Nhảy đi. Sao nãy cô muốn nhảy mà sao bây giờ không nhảy nữa à? Nhảy đi.
ai đâu Hương. Anh đi đâu vậy? Hả? Anh đi bộ, đi dạo thôi. Anh em nè. Thank you em. Cho anh nè. Ừ. Cái mùi hương mình là gì á? Đẹp không? Ừ. Nóng thì nóng hả? Nhưng mà giờ anh nằm gì rồi? Anh chả gì à? Anh đi giải cứu thôi. Chơi xong rồi anh trả lời. Đi. Yeah. Hey, đi ơi. Đi chơi thôi. Hey, cái kia. Em nhìn thấy chưa? Ui, đi. Úi giời ơi. Anh có sao không? Không có sao. Hey, đi ơi. Wow. Ôi, nhiều trò chơi thật đi. Hey, let's go. Trò này dễ bị đau đít lắm. Hey. Đi. Hai bộ mặt.
Chán thật đấy. Cứ tưởng vui là gái xinh. Hóa ra chắc một tần phân. Lâu ấy. Ôi rồi anh lật kìa mình. Ôi, sao anh lại như thế với em? Anh đúng như là người yêu em rồi mà. Nhưng mà em xấu quá, anh không thể yêu em được chứ. Không, em xấu lắm, anh thề. Đây này, em thử soi gương đi. Đây là cái gì? Cái này là gương. Anh đợi em, sắp sinh rồi. Đúng là con gái chắc một tân phân lên mặt. Để lừa con trai chúng tôi à? Sinh chưa? Chưa. Nope. Anh sinh lắm. Này, nói chung ý là anh với em không yêu keo đâu. Tốt nhất là chúng ta dừng lại đây. Mà em yêu anh thật. Thôi. Em sắp sinh rồi. Anh sinh. Ê, không được đâu. Bây giờ em đi về nhà đi. Đi. Ê, không được đâu. Anh không yêu em được nữa. Nhanh ấy nhở? Ôi rồi. Khiếp. Em như ma ấy. Xuất hiện hết cả hồn. Chào em. Em đang đi tập thể dục à? Nhưng mà trông em đẹp thật đấy. Sao cứ phải ngại thế nhở? Hả? Em làm gì đấy? Mình mới quen nhau mà. Sao em bạo ấy? Không hợp nhau. Spider-Man. Rất vui được làm quen với em nhé. Chào em, anh đi đây. Spider-Man. Spider-Man. Hey, mày quá. Thoát được. Người đẹp ấy nhưng mà mỗi tội hơi sấn sổ tí thôi.
Segue. What? Sao cô còn ở đây vậy? Từ. Tôi không thích cô đâu. Sao cô vẫn còn ở đây? Theo dõi tôi đấy à? Không được đâu. Đi đi. Em đẹp đấy, nhưng mà tôi không thích em đâu. Anh không thích cũng phải thích. Em ngon thế này. Chả nhẽ em chê à? Không được đâu. Rồi, đi. Help me, nigga. Hey, bạn, chị giúp em với. Có người đang đuổi theo em. Sao? Xả làng người yêu em nhá. Spider-Man. Hey. Sao? Cô muốn gì? Đây là người yêu tôi. Này. Cướp của bà. Này, không có chuyện ý đâu nhé. Người yêu tôi đấy. Em yêu à? Em đây, anh. Này, con bé nó làm gì anh à? Nó đuổi theo tôi từ nãy giờ. Cảm ơn chị nhá. Cảm ơn. No. Em từ đâu ra vậy? Mơ gì tuyệt vời. Ai à? Hả? Em hẹn anh ra đây mà anh ngủ quên, anh mơ một thằng à? Hả? Anh không mơ con nào đâu, anh vừa phân đấu ngồi mà. Anh vừa gọi tên nó xong. Đâu có đâu. Hey! Hey! Spider-Man! Hey! Trời! Ây da! Phan! Ê! Bình tĩnh! Đổi kiểu! Phan! Kiểu! Đổi kiểu! Hey! Đúng rồi! Bắt chú không? Bắt chú! Hey!
một kiểu à, tôi có người yêu tôi đang dỗi, bây đi đi tìm người yêu cái đã. Dỗi á? Ừ. Chị đi, hey. Chị đi. Hey. Hẹn gặp anh nhá. Ừ. Bye bye. Hả? Ờ, đâu rồi? Sao đây? Hey, chị mất dấu rồi. Chị đi. Em ơi, em. Đi. Hey. Hey. Em. Ấy. Nắng nôi như này mà đi đâu được. Chết không chứ đi. Ấy. Giờ đi bắn bia mát mát tí phải hay không? Ấy. Thôi đi bắn bia vậy. Kệ đi. Cúi đi đâu được nhỉ? Ấy. Thôi đi bắn bia này. Wow. Ông bạn lúc sáng này duyên đấy nhở? Ơi à? Sao mai được men phát sáng nhở mày? Ông ơi, ông xô được bọn tôi không? Hey, để hôm khác nhá, hôm nay tôi có hẹn rồi. Ui giời, thiếu hẹn hôm khác nhá. Ok. Ok. Nhớ rủ ông bạn kia đấy nhá. Ok ok, chơi. Chưa trong này mà trong lá làm gì? Sợi. Sợi, bằng xa đây nhỉ? Chụp ảnh trộm. Chắc không phải đâu. Ai xì. Hey. Cô chụp ảnh trộm tôi à? Cô đừng có chối, tôi nhìn thấy rồi. Câm à? Hey, không thể câm được. Tôi xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu. Sao giống chúng mới nhỉ? Sao xinh thế nhỉ? Đi đâu ấy? Ây à. Đây. Trai thật tươi. Cô bình tĩnh thôi, cô làm thế thương ạ. Wow. Ui, yết trong mơ luôn. Em bình tĩnh đã, không như em nghĩ đâu. Anh hả? Tôi nuôi anh ăn, tôi mua quần áo cho anh mặc đấy, đi theo con khác thế này à? Em bình tĩnh đã. Cô ta quát em kìa. Em nghe giải thích đã. Anh là đồ tồi. Đúng rồi bạn. Em. Phết nha. Ơi,
đi chơi thôi. Ủa, xinh thế. Hà cô, tôi xin lỗi. Em bị mù à? Hai. Tôi không may. Hai cô, tôi xin lỗi rồi. Nó có gì ấy nhỉ? Gì đây? Gì đây nữa? Ôi dồi. Kéo mới đi tìm hai cô để trả lại mới được. Mình vừa mới thi đường này. Em có thấy hai cô gái nào có đi ngang qua đây không? Hai cô gái à? Đúng rồi. Không, không biết, chưa thấy ai cả. Ồ, thế anh cảm ơn nhá. Ok. Thế em lại đang... Ôi, đấy. Spiderman. Hả? Sao trông anh đẹp trai thế? Thôi. Thôi, em nghỉ kênh tiếp đi, anh đang đi tìm hai bạn có tí việc. Nhưng mà em thích anh được không? Không, thôi. Được, Spiderman. Thôi, được. Anh ơi, thôi, Spiderman. Thôi, chào em nhá. Spiderman. Hello, bé. Ha, bé có thấy có hai cô nào vừa đi qua đây không? Không ạ. Ồ, thế cảm ơn hai bé nhá. Vâng ạ. Bye bye. Ui, ui. Ông anh, ăn trộm gì ấy? Wait. Mít à? Thôi dẹp nhá. Cái gì? À, ông anh có thấy hai cô gái nhỏ, một cô nhỏ, một cô hơi bự một tí đi ngang qua đây không? À, thế à? Đỏ ông anh làm tôi rất mất thời gian nhé. Nhưng mà anh ấy, nhưng mà có anh à? Quá sớm. Đấy cái là 9. Ê, nhớ cái là 9 cho em quả nhé. Ok, chào anh nhá. Giời, chả biết đi đâu. Thì mãi trả đồ đi đâu. Đây không? Đây. Hello anh em. Anh kia. Nó ăn trộm của mình à? Từ từ. Khoan. Ai? Chồng của tôi à? Khoan, từ từ. Hai cô phải nghe tôi giải thích đã. Lấy hai cô động vào tôi trước cửa nhà tôi đấy, bị rơi cặp. Tôi ngừng lên không thấy hai cô nữa đâu. Bây giờ tôi đi tìm khắp nơi, giờ thấy hai cô ở đây tôi mang ra trả mà. Ui. Xin lỗi anh nhá. Tôi không có gì đâu. Ngồi đây. Anh đẹp trai thật đấy, đã thế còn tức bụng nữa chứ. Anh xứng đáng có được em. Em cũng thế. Mà em cũng thích anh. Tao cũng thích anh ấy. Nhưng mà anh đây là của tao. Anh ấy về là của tao. Ây da ơi, trắng hết cả mày cả mặt rồi. Anh chọn đi. Khó thế nhỉ. Nope. Chọn phải chọn à? Chọn ai? Anh chọn cô này. Thấy chưa, anh ấy là của tao. Chào nhá, bye bye. Đấy, wow.
Ta thấy là tốt bụng đấy chứ. Mình nghĩ về tương lai của mình đi. Tương lai và những đứa trẻ. Đúng rồi. Không cái. Đều xinh đấy. Này. Thôi, bà mày chán rồi. Chia đùa thế thôi. Gì đấy? Đúng rồi. Hai cô. Anh nghĩ tôi thích anh á? Không có cửa đâu nha. Rồi, anh không có cửa đâu. Đi thôi em. Hai cô. Ai cô nhưng mà tôi đây.
Thế rồi. Em có quên em không? Em là ai vậy? Hello Spider-Man. Hello. Anh đẹp trai quá. Không được đâu. Spider-Man, I love you. Làm người yêu em nhá. Không được đâu. Tôi không thích. Tại sao? Tôi không thích đâu. Em đừng làm như vậy. Không, nhưng mà em thích anh. Nhưng mà anh có quen em đâu. So beautiful. Không được đâu. Em đi về đi. Spider-Man đừng đi mà. Không. Gì đi. Spider-Man. Anh sao vậy? Hey. Đi theo em. Hả? Hả? Đi đâu? Ngồi đây. Ngồi xuống. Rồi. Đu cho anh nha. Đu nhẹ thôi. Bình tĩnh ơi. I'm sorry. Ngồi đây anh đuôi. Spider-Man! You Spider-Man! Sao chưa nhá? Chơi cái trò đấy là không được đâu. Spider-Man, I love you. Hey, không được đâu. Không được đâu. Tôi không thích em. Vì em với tôi có quen nhau đâu. Không, nhưng mà em thích anh mà. Trai quá. Không được đâu, em đi về đi. Em đi theo anh cơ. Ôi. Chứ em đi cùng anh rồi. Không được đâu, đi về đi. Cô đi về đi, tôi không thích cô đâu. Tránh xa tôi ra, đừng đeo bám tôi nữa. Spider-Man. Hey, cô làm gì vậy? Sẽ tự tử. Anh phải cản tôi chứ. Anh đi ra đi. Hey. Cô đi vào đây. Đừng có nghĩ linh tinh rồi hãng nghĩ xuẩn. Anh bỏ tôi ra. Không phải cô đang tự tử đâu. Anh cút đi. Ơi. Cút tôi.
cô. Cô phải cô tự tử à? Tại sao anh lại bước hai của em chứ? Tại sao cô lại lừa? Em có lừa anh đâu, em đang hái hoa tặng anh mà. Khiếp, đứng như kiểu tự tử ấy. Hả? Cái gì? Nhảy đi. Anh... Sao nãy cô muốn nhảy mà sao bây giờ không nhảy nữa à? Nhảy đi. Sao anh lại như thế với tôi chứ? Ooh.
nhà em to đấy. Ôi, đã xinh gái lại còn nhà giàu nữa. Đây 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 anh nào. Ui, này, đây là cửa tự động à? Ờ, hay nhỉ. Ui, từ bé đến giờ anh mới thấy căn nhà to như này đấy. Wow, một mình em sống trong căn nhà này không thấy buồn à? Cũng buồn lắm anh ạ. À, anh ngồi đây nhá. Em đi lấy bánh nhá. Bánh à? Ôi, chú đáo nhỉ. Ừ, anh cảm ơn. Không biết được chiêu đãi món gì đây nhỉ? Ô. Ui, này, đồ ăn em tự làm à? Ui, cái gì đấy? Đừng. Không được đâu. Anh là siêu anh hùng, anh không yêu được đâu. Đây, em ăn này em. Không, anh không ăn đâu. Thôi, không được đâu. Anh chỉ muốn về nhà em chơi thôi mà. Sao lại như này? Không được. Anh xin lỗi. Em còn làm sao không? Anh xin lỗi. Thông cảm cho anh nhá. Tránh xa tôi nha. Đi ra. Buồn không? Cô đi ra đi. Tôi không thích cô. Mau cởi cho. Thôi được rồi, tôi xin các người hãy để tôi yên. Được rồi, tôi sẽ nghe theo lời cô, chỉ cần yêu là được cái gì. Mau cởi trói thôi. Rượu mừng cô uống một ly rượu phạt. Được rồi. Cái điều đấy. Các người. Các người được đó.
Nhớ em mày. Đừng làm phiền tôi nữa. La 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 la. Chết rồi. Đây em gái. Ôi, em có làm sao không? Đứng lên đây xem à. Ôi, em có làm sao không? Em không sao. Ôi, không sao tốt rồi. Spider-Man. Wow. Ê, chào em. Không sao chứ, người ngậm một xước sát đâu không? Không sao anh ạ. Không sao là may rồi. Anh, em thích anh nóng ý. Cho anh xin số được không? Số á? Bật máy lên anh lưu ra. Đây, số anh đây, lưu vào nhá. Ok. Làm gì đây? Thích anh lắm đi. Cho em ôm anh một cái được. Không ôm được đâu cô ơi. Cho em ôm một cái thôi. Không được đâu. Tôi cho cô số điện thoại là quá đáng lắm rồi ấy. Ôi này, cô làm gì đấy? Cho em ôm một cái. Chúng mày làm gì? Anh ấy không phải như anh nghĩ đâu. Hey Spider-Man. Hey. Thank you. Hello, em không đi cùng các bạn à? Em không quen họ. Em làm gì ấy? Thích anh. Sẽ thích anh? Không được đâu. Ui giời. Đừng. Spider-Man. Này, em đi theo anh làm gì? Đừng đi theo anh ạ. Đừng đi theo nữa nhá. Đừng đi theo anh ạ. Hey. La. Hello. Ê, đã anh có lâu chưa? Lâu lắm rồi đây. Anh mới đi chơi ngoài đường này, vừa gặp mấy bạn fan hâm mộ ấy. Bạn ấy cực quấn cực kỳ luôn, thích anh lắm. Đúng là người yêu em. Ok, thì tắm với anh đã. Ok.
Chà, chà. Ai đây? Lại đây mà. Ê, làm gì ấy? Này, em làm gì ở đây em? Hả? Em đi tìm người yêu của em. Ui, điên quá. Ui, này, này, này. Cô đi đâu? Không được. Ui. Này, làm gì ấy? Im. Anh làm gì đấy? Dạ. Ra đây. Anh ui, có con chuột to quá, lại anh đuổi nó mà. Anh bắt nó đi rồi, anh đuổi đi rồi. Sợ thế? Sợ lắm con chuột. Chứ. Anh không có gì đâu. Tắm mát sạch sẽ mà. Ê, có lược để anh chở đầu nhá. Thích chưa? Tôi là người yêu. Này này. Anh không biết gì đâu nhá. Anh là người yêu tôi. Anh. Ừ. Chuyện này như thế nào? Không được. Không được, người yêu tôi. Anh không biết gì đâu. Là của tôi. Anh. Kìa anh. Cô ta đi theo anh mà anh có biết gì đâu. Em có làm sao không? Mày làm sát tao ạ? Ui, này. Thôi. Này này. Thôi đi không? Mày. Này, anh có làm gì đâu, này này. Anh còn của bạn bội. Ui, chuyện thế này như nào? Mất cả chi lẫn trải.